Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trên tay mình đây là một mẫu laptop LG Gram. Thật ra thì mình có làm về các mẫu laptop LG Gram về các phiên bản màn hình rồi. Thì nếu như các bạn quan tâm thì được link của cái video đấy mình sẽ để ngay dưới phần mô tả này. Tuy nhiên ngày hôm nay mình vẫn mang tới cho các bạn một mẫu laptop LG Gram đấy. Cùng với đó là một phần quà khi các bạn mua mẫu laptop LG Gram. Thì thôi, phần quà chúng ta sẽ để về sau đi. Chúng ta hãy tìm hiểu về mẫu laptop này. Đầu tiên mình sẽ nói về phần trọng lượng của mẫu laptop này. Nó rất nhẹ đây. LG Gram mà trọng lượng thì chỉ dưới 1 cân thôi, loay quanh 1 cân, gọi là sát xỉn xịt thì cứ gọi như là kiểu dưới 1 cân đi. Thì đây anh em nhìn thấy, mình hoàn toàn có thể để trên ba ngón tay này. Bởi vì cái hợp kim làm trên mẫu laptop này, kiểu hợp kim carbon magie ấy, đấy mình hay gọi như vậy, hoặc là magie carbon, tùy mọi người thôi. Và cái bản lề của mẫu laptop này hoàn thiện rất tốt, mình hoàn toàn có thể mở một tay rất dễ dàng. Đây mình sẽ biểu diễn nhanh. Đấy, thì theo lời khuyên của mình, mặc dù đây là mẫu laptop có thể mở được một tay, tuy nhiên thì mọi người vẫn nên mở bằng hai tay kiểu cho đảm bảo được độ bền nó cao nhất. Rồi, chuyển nhanh đến phần màn hình đi. Đây, phần màn hình ấy, độ phân giải Full HD 14 inch và tấm nền IPS. Mình hoàn toàn không có điểm gì chê trên cái mẫu màn hình này cả. Bởi vì ấy, nó hoàn toàn có thể làm đồ họa từ trung bình cho đến cao cấp đối với cả những cái bạn đang làm những phần mềm như Photoshop hay Illustrator. Ngoài ra thì có thể đây một điểm mà có những bạn thích hoặc có những bạn không. Đây là màn hình gương, thì màn hình gương nó có điểm lợi thế, đó chính là về khả năng hiển thị nó sẽ rất tốt, tức là màu sắc lên đều ok. Tuy nhiên một điểm bất lợi của màn hình gương đó chính là nó bị phản chiếu ánh sáng xung quanh mình. Đây là ánh sáng vô cùng phức tạp và mình nhìn được cái bóng của mình ở trong cái mẫu màn hình này. Tuy nhiên vì cái mẫu màn hình này có độ sáng rất cao, thế nên mặc dù mình vẫn nhìn được mình ở trong cái màn hình này, thế nhưng tất cả các chi tiết hiển thị lên đều rất ok. Có lẽ đây cũng là một kiểu điểm bù trừ với nhau thôi, mình không có điều gì bàn cãi về cái mẫu màn hình này cả. Thì mình sẽ nói rất ngắn gọn về cái phần gọi là trải nghiệm của mẫu laptop này, bởi vì mình đã giới thiệu rất kỹ càng rồi, giờ giới thiệu lại nó thành ra kiểu hơi dài. Thì bàn phím mẫu laptop này không điều gì phải chê cả, nó mỏng nhưng vẫn rất ngon. Touchpad của tất cả các mẫu laptop LG Gram có thể nói có gần như là tốt nhất ở trên thị trường. Tức là kiểu so với các mẫu laptop Windows thì đây chính là cái touchpad tốt nhất, và cấu hình cũng rất tốt khi được trang bị CPU của thế hệ 10 có 8GB RAM, 256GB SSD, và đặc biệt khả năng đồ họa được cải tiến do CPU thế hệ 10 đã được trang bị cả đồ họa tích hợp là Iris Plus. Cùng với đó là thời lượng pin của tất cả các mẫu laptop LG Gram đều rất cao, các bạn hoàn toàn có thể làm việc từ 8 đến 12 tiếng mà không nhất thiết phải mang sạc bên ngoài. Rồi, mình chỉ giới thiệu nhanh thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tới một phần quan trọng hơn, đó chính là về phần hộp quà. Đây, mình sẽ dựng hộp quà lên. Một laptop phải bé tí này thôi mà hộp quà chắc là phải to gấp 3. Thì đây, LG Gram Premium VIP Set, tức là một hộp quà kiểu siêu xịn đấy, mình dịch như vậy. Thì bên trong đây có những gì thì mình sẽ nhắc tới cái phần gọi là giá trị nhất đi. Đây, để mình lấy phần giá trị nhất. Đây là ổ SD Western Digital My Passport 512GB. Và đây là ổ SSD SATA 3. Đây không phải HDD nhé, My Passport, nhưng nó là SSD và nó nửa terabyte đấy. Tốc độ đọc rất cao, lên đến 540MB một giây cơ nhật. Gigabyte thì kiểu xịn quá. Đây là một con chuột không dây đến từ Logitech. Mình đánh giá cao cái phần touchpad hơn là con chuột này. Có lẽ con chuột này phù hợp với những bạn là để màn hình trên bàn và nằm ở giường xem phim, thì đấy con chuột này sẽ phù hợp hơn. Và đây là mẫu laptop kiểu có tiêu chuẩn quân đội rồi, chống sốc, chống tất cả các loại luôn, nó trừ chống nước thôi, nó đạt tiêu chuẩn quân đội. Tuy nhiên LG vẫn tặng cho các bạn đây là một cặp chống sốc nữa, bởi vì rõ ràng một điều như thế này này, mặc dù mẫu laptop này rơi vỡ được, nhưng mà bây giờ bạn đang sử dụng đúng không, bạn đi đến chỗ nào đây, bạn cầm mẫu laptop này đi kiểu kém sang quá đúng không. Với lại cái thứ hai, bạn chắc chắn là không muốn dùng một mẫu laptop kiểu nó xước xẹo quá, thì đây bạn hãy đựng vào mẫu cặp này. Đây là cặp chống sốc luôn, thì các bạn có rời mẫu laptop này ra, cặp chống sốc với lại laptop chống sốc, thì hai cái chống sốc cộng với nhau thì nó thành siêu chống sốc. Rồi, nếu như các bạn quan tâm đến những cái sản phẩm như này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Tức là các bạn tới Alpha Computer mua mẫu laptop LG Gram thì các bạn sẽ tặng hộp quà nó to như thế này này. Ok, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.